Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là các nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Bình Thuận tăng mức giãn cách xã hội tại thành phố Phan Thiết. Học sinh vùng xanh ở Đắk Lắk trở lại trường học từ ngày 4 tháng 10. Diện mạo nông thôn mới ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng thu lời hàng chục tỷ đồng. Thưa quý vị, bắt đầu từ sáng ngày 4 tháng 10, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sẽ thực hiện giãn cách xã hội tại một số khu vực theo nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 14 ngày. Theo đó, thành phố Phan Thiết sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở các xã phường phía Nam, sông Cà Ti và một phần xã Tiên Thành. Cùng với một số xã phường phía Bắc, sông Cà Ti, các xã phường còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và phong tỏa hợp lý những nơi có ca mắc COVID-19. Trong thời gian thực hiện giãn cách, người dân không đi ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp được cho phép, tăng cường bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng tham gia chốt, kiểm soát chặt chẽ người ra vào chốt, các trường hợp thật sự cần thiết theo quy định mới được ra vào chốt. Hiện phần lớn chợ truyền thống trên địa bàn Đà Nẵng đã được phép hoạt động trở lại, là địa điểm tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Tuy nhiên, đa phần tiểu thương và người dân đến mua sắm đều có ý thức chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, hướng tới mục tiêu trở lại trạng thái bình thường mới. Tại các chợ như chợ Hàn, chợ Cồn, chỉ tối đa 50% tiểu thương kinh doanh các mặt hàng thiết yếu được phép hoạt động, được bố trí bán hàng theo ngày chẵn lẻ. Tại các quầy hàng, tiểu thương sử dụng các tấm chắn ni lông ngăn cách giữa người bán và người mua. Nói chung là có cái khi mà có gương đồ này kia cũng có đầy đủ hết, chứ không ấy cũng rất là sợ. Làm là chống dịch là cái gì mình lo cho bản thân mình 100% chứ đâu có để hở được. Người dân khi vào chợ, việc kiểm soát bằng quét mã QR code vẫn được duy trì như trước đây và chỉ đi chợ 3 ngày một lần. Hầu hết các chợ bố trí theo nguyên tắc một chiều ra vào. Ngoài điều kiện tiêm ít nhất một mũi vaccine để được phép tham gia kinh doanh, các tiểu thương còn phải tuân thủ xét nghiệm COVID-19 định kỳ. Người kinh doanh ở chợ cũng như là người giúp việc á, là đều có chín người ở trên rồi. Rồi quá trình mà hoạt động chợ thì phải đảm bảo công tác 5K, 5T và vận động một hộ kinh doanh này buôn bán cái mặt hàng này có đông khách đó. Thì nên dùng cái mặt nạ chống giọt bắn để bảo đảm an toàn trong quá trình giao dịch. Chính quyền địa phương cũng tăng cường chấn chỉnh, nhắc nhở ban quản lý các chợ trên địa bàn khi để xuất hiện tình trạng người dân tập trung đông người, chưa đủ giãn cách, chưa đảm bảo các quy định phòng dịch ở một số thời điểm, đồng thời tăng cường lực lượng đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Sau khi nhận được thông tin về một trường hợp tại thôn Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên về từ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do ở cùng phòng với F0 người Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị trấn Khoái Châu thiết lập vùng cách ly, phong tỏa xóm Đồng Tâm, khu phố Quang Vinh với 12 hộ dân cùng 49 nhân khẩu. Tổ chức khoanh vùng cách ly, truy vết được 9 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung, 23 trường hợp F2 và 170 trường hợp F3 phải cách ly, theo dõi tại nhà. Các cơ quan chức năng hiện đang khẩn cấp triển khai các giải pháp khoanh vùng, khống chế dịch. Tổng cách ly khoanh vùng của chúng tôi là có 12 hộ bằng 49 khẩu. Thì đến nay thì chúng tôi có tổng số là truy vết được 9 F1 là đi cách ly tập trung và đã xét nghiệm 2 lần âm tính. Và 23 F2 và 170 F3 thì tất cả các trường hợp là F2 đã được giám sát tại nhà, treo biển và lấy mẫu xét nghiệm âm tính một lần. Và tất cả các F3 là hướng dẫn cách ly y tế tại nhà. Thì báo cáo công chí là hàng ngày thì địa phương là vẫn khử cho công tác khử khuẩn 2 ngày phun một lần và hướng dẫn các gia đình lau tủ đoạn và thực hiện nghiêm cái công khẩu hiệu 5K. Cùng với đó, các lực lượng trực chốt, tổ công tác cộng đồng tuyên truyền, rà soát, theo dõi các trường hợp qua chốt, nhất là các trường hợp người từ thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam về địa phương phải khai báo y tế và theo dõi sức khỏe nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Tính từ tháng 7 đến nay, đây là đợt thứ hai người dân lao động tại các tỉnh phía Nam tự phát trở về quê ở Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và xa hơn là các tỉnh miền núi phía Bắc để tránh dịch bệnh. Mỗi đợt bà con đi với số lượng lên đến vài nghìn người. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới sức khỏe của bà con và trên hết là tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong suốt quá trình di chuyển, ghi nhận tại Quảng Trị. Với những người lao động tại các tỉnh phía Nam, việc phải tự phát trở về quê bằng xe máy là một giải pháp cực chẳng đã, không ai mong muốn. Họ về quê không chỉ để tránh dịch bệnh mà còn do không có việc làm. Nên lúc này, quê hương chính là nơi duy nhất có thể bám víu.
Bởi vì lý do là có nhiều trường hợp thất nghiệp, đa số là thất nghiệp rất nhiều. Vì cái thứ hai nữa là vì bệnh dịch ở trong đó cũng nhiều nên người dân sợ lo lắng, sợ đến ảnh hưởng đến tính mạng con người. Chứ người ta không phải là sợ đến đồng tiền hạt gạo mà chỉ có sợ đến ảnh hưởng tính mạng con người. Thì còn cả cái ở trường hợp ở công ty, cả cái ở Bình Dương hoặc Sài Gòn hoặc những Bình Phước của tôi ở thì tất nhiên là một vùng xanh thì mới được ra về. Để đảm bảo an toàn giao thông cho các đoàn xe đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng tỉnh này đã huy động tối đa 100% quân số, nhất là lực lượng công an làm nhiệm vụ tiếp sức, hộp đồ ăn nhanh, nước uống, xăng xe, đồng thời phân luồng, bảo vệ tài sản, đặc biệt là bố trí phương tiện và người dẫn đoàn, hỗ trợ giải quyết khi có sự cố xảy ra. Có cái phương án là khi mà các đoàn đến và địa điểm là điểm chốt cách ly y tế tại kiểm tra y tế tại 29 Hải Lăng thì là bố trí phân luồng các con em của Quảng Trị thì cho ở lại chốt kiểm tra khai báo y tế và đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định. Và các công dân của các tỉnh từ Quảng Bình trở ra thì chúng tôi sẽ tập kết lại, tập hợp nghỉ ngơi, tiếp sức cho bà con trong một khoảng thời gian là 30 phút. Và sau đó là có xe ô tô của lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường. Có thể thấy lao động tại các tỉnh phía Nam tự phát di chuyển về quê trong những ngày trở lại đây với số lượng rất lớn. Một đợt di chuyển từ 3.000 đến 4.000 người. Việc này tiềm ẩn mất an toàn giao thông, nguy cơ cao lây dịch bệnh lan ra các vùng. Và đặc biệt, nguồn lao động tại các tỉnh phía Nam sẽ bị thiếu hụt trong thời gian tới khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Nên chăng các địa phương cần có giải pháp hỗ trợ công dân của mình kịp thời để giúp họ ổn định cuộc sống tại chỗ và yên tâm chờ đợi để trở lại làm việc khi các doanh nghiệp đi vào hoạt động trở lại. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tổ chức dạy và học từ ngày 4 tháng 10, tùy thuộc vào phân vùng nguy cơ phòng chống dịch COVID-19 để tổ chức dạy học trực tiếp hoặc gián tiếp. Theo đó, đối với các địa phương được xác định là vùng xanh, cho phép trẻ 5 tuổi được đến trường để học tập với điều kiện giáo viên và trẻ đều cư trú ở vùng xanh. Còn các độ tuổi thấp hơn tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Từ cấp tiểu học trở lên, học sinh được đến trường học trực tiếp với điều kiện giáo viên và học sinh đều cư trú tại vùng xanh. Đối với các địa phương thuộc vùng có nguy cơ và nguy cơ cao, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Từ cấp tiểu học trở lên, tiếp tục dạy học bằng hình thức trực tuyến, truyền hình, hướng dẫn giao bài tại nhà. Mã số vùng trồng là mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc cây trồng. Đây sẽ là tiền đề để nông sản của tỉnh xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động này, Lâm Đồng đang tiến hành cấp mã số vùng trồng cho các loại cây trồng chủ lực của tỉnh như cà phê, cây ăn trái, rau củ quả. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, từ năm 2019 đến nay, hoạt động hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu trái cây đã được chi cục chú trọng triển khai. Bước đầu Lâm Đồng tập trung cho một số cây có tiềm năng xuất khẩu như sầu riêng, chanh dây, rau củ quả. Đến nay tỉnh đã cấp được 8 mã số vùng trồng với diện tích gần 80 ha. Việc cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói hiện nay đang được triển khai thực hiện theo quy định của nước nhập khẩu. Theo đó chỉ có nông sản chủ yếu là rau củ quả tươi được sản xuất từ vùng trồng, cơ sở đóng gói mới được phép xuất khẩu sang các nước như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và gần đây nhất là Trung Quốc. Do đó Lâm Đồng phấn đấu từ nay đến năm 2025 cấp 45 mã số vùng trồng trên 720 ha, gồm cà phê 8 mã trên 240 ha, chè 4 mã trên 80 ha, điều 3 mã trên 90 ha, sầu riêng 15 mã trên 150 ha, bơ 2 mã trên 20 ha, chuối 3 mã trên 30 ha và 15 mã số cơ sở đóng gói đối với các loại nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trước đây Văn Lâm là huyện thuần nông có cơ sở kinh tế xã hội khó khăn ở phía bắc tỉnh Hưng Yên. Đến nay sau 25 năm tái lập tỉnh, Văn Lâm đã vươn lên là huyện có công nghiệp phát triển, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc và đang trên đường phấn đấu trở thành đô thị loại 3. Huyện Văn Lâm chính là hình mẫu tiêu biểu cho sự thay đổi từ nông thôn truyền thống sang nông thôn mới hiện đại, có cơ sở kinh tế xã hội và đời sống vật chất, tinh thần phát triển. Thôn Tăng Bảo, xã Tân Quang, một trong hai khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Văn Lâm. Nhà cao tầng san sát, nhà văn hóa thôn rộng gần 450m², được đầu tư trên 4 tỷ đồng, xây dựng khang trang hiện đại. Đường trục chính của thôn dài trên 800m, được mở rộng 7,5m, trải bê tông nhựa, có vỉa hè rãnh thoát nước. Điện chiếu sáng chẳng khác gì đường phố. Toàn bộ đường ngõ xóm cũng được bê tông hóa với chiều rộng tối thiểu 3,5m.
100% số hộ gia đình có đời sống kinh tế ổn định, tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt gần 100%. Từ ngày xây dựng nông thôn mới đến giờ, chúng tôi là những người nông dân được hưởng thụ rất nhiều. Trước khi là chưa có cái chủ trương xây dựng nông thôn mới, thì về bộ mặt của nông thôn thì nói chung là nó không được như bây giờ. Đường xá còn nhiều là đường đất. Thế nhưng mà từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới, đường là toàn bộ là đường là vật liệu cứng, rất là khang trang, đời sống của dân sinh thế rồi được nâng lên rõ rệt và sự hưởng thụ, đặc biệt là về là tinh thần. Từ một xã thuần nông, đến nay xã Đình Dù đã là xã nông thôn mới nâng cao và đạt tiêu chí đô thị loại 4. Nhường hàng trăm hecta đất để phát triển công nghiệp, những người nông dân năm nào chân lấm tay bùn nay chủ yếu đi làm công nhân trong các doanh nghiệp hoặc chuyển đổi sang các ngành nghề nuôi trồng cây con khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Trên địa bàn xã chúng tôi thì quy hoạch theo từng vùng, ví dụ như là những chỗ phù hợp phát triển cho sản xuất thì chúng tôi dành cho sản xuất, những chỗ phù hợp với văn hóa thì chúng tôi sẽ xây dựng cơ sở vật chất văn hóa và nhà trường. Chúng tôi đã quy hoạch cho từng giai đoạn một cho nó phù hợp với giai đoạn của phát triển của xã. Văn Lâm là huyện thứ tư ở Hưng Yên về đích nông thôn mới. 6 xã thị trấn được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 4 và 3 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển đô thị là 2 trong 3 chương trình trọng tâm được đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Nông thôn mới Văn Lâm đang chuyển mình mạnh mẽ và diện mạo là một đô thị loại 3 đang dần được hình thành. Trong bối cảnh cơ quan chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xử lý vi phạm hiện nay, việc xử lý vi phạm bằng phạt nguội là một trong những biện pháp rất hữu hiệu nhằm kéo giảm vi phạm, nâng cao ý thức của người dân. Bên cạnh mặt tích cực, thời gian qua quy định này cũng đã bộc lộ một số bất cập trong thủ tục gây tốn kém chi phí đi lại cho người dân. Vì vậy, trong lần sửa đổi Nghị định 100 lần này, cần có những điều chỉnh thích hợp để tạo thuận lợi hơn cho người dân. Trong quá trình đi công tác qua cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chị Vũ Thị Hòa ở Quảng Ninh đã vi phạm tốc độ và nhận được thông báo phạt nguội. Khi có lệnh hết giãn cách, chị đã lặn lội quãng đường hơn 200 km lên đơn vị xử lý vi phạm để làm thủ tục phạt nguội. Cái phạt nguội thì để cho ý thức con người, và cái phạt nguội đấy thì sẽ đưa các về các địa phương và tự thông giấy thông báo để nộp tiền ở tại kho bạc. Tôi cũng rất mong muốn là đấy, thế để không bị mất thời gian. Vì thực ra đi cao tốc thì toàn những người đi xa chứ không người đi gần. Anh Mạnh Tiến trú tại Hà Nội phạm lỗi tại hai điểm là Quảng Bình và cao tốc Hà Nội - Lào Cai từ năm 2020. Tuy nhiên, anh không nhận được thông báo phạt nguội gửi đến địa chỉ nhà như chị Hòa. Mãi đến khi gần đăng kiểm, anh kiểm tra thì mới biết mình vi phạm. Tạo ra một cái hành lang và tạo ra một cái điều kiện nào đó để cho, thứ nhất là cái vấn đề là thông báo kịp thời cái lỗi phạt của các chủ phương tiện cũng như là lái xe. Cái thứ hai nữa là gì, là phải tạo cái cơ chế nộp phạt làm sao thuận tiện nhất cho người dân, để người dân thực hiện cái nghĩa vụ của mình, chứ không thể lúc nào cũng chăm chăm là mất một ngày, hai ngày, thậm chí rất nhiều thời gian để mà đi mà nộp một cái lỗi vi phạm được. Theo khoản 8 điều 80 Nghị định 100, các trường hợp hành vi vi phạm hành chính được phát hiện thông qua việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mà cơ quan chức năng chưa dừng ngay được phương tiện để xử lý. Cơ quan chức năng gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân tổ chức có liên quan nếu có đến trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm. Như vậy, cơ chế ban hành văn bản xử lý vi phạm hành chính cho phạt nguội vẫn chưa thuận lợi, dù hình thức này đã được áp dụng thử nghiệm nhiều năm qua. Cái đề xuất kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông đối với việc sửa đổi Nghị định 100 thì tôi muốn đề cập tới một cái việc, đó là đối với những cái trường hợp mà phát hiện qua cái hệ thống phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thì cũng có thể là được ủy quyền cho cái cơ quan chức năng ở cấp dưới hoặc là cấp cơ sở để tiến hành cái việc lập cái biên bản vi phạm hành chính, rồi cũng tạo điều kiện để người dân có thể thực hiện các cái việc nộp phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia. Trong khi Chính phủ và Bộ Công an đang đẩy mạnh thực hiện 4.0 trong quản lý cư dân, thì việc hình thành các nền tảng liên kết dữ liệu giữa các tỉnh, các lĩnh vực liên quan đến nội bộ ngành là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng thay đổi, cải cách quy trình xử phạt lạc hậu, bất tiện như hiện nay. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị ở thành phố Cần Thơ luôn quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện các chương trình, chính sách để phát triển kinh tế xã hội và dân trí vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.
hệ thống cơ sở hạ tầng ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống được đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi phát triển mọi mặt cả về đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc. Thành phố Cần Thơ có trên 10.600 hộ người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 1,7% dân số. Đồng bào Khmer chủ yếu sinh sống tập trung ở quận Ô Môn và huyện Thới Lai, Cờ Đỏ. Những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer đã được cải thiện đáng kể. Thành phố cũng có các chính sách riêng như là thực hiện nghị quyết 08 về mua bảo hiểm cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, người đồng của con em người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì an tâm học tập, thì thành phố cũng có nghị quyết 01 thì hàng năm tôi cũng là triển khai rà soát các đối tượng là được hưởng thì là kịp thời trình để hỗ trợ đối với các đối tượng sinh viên học sinh. Xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ là địa phương có tỷ lệ người Khmer sinh sống chiếm gần 50% dân số. Thời gian qua, địa phương đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với bà con Khmer, nhất là về nhà ở, đất ở, chăm sóc sức khỏe, vốn sản xuất, dạy nghề và cơ sở hạ tầng giao thông kết hợp với thủy lợi, tạo điều kiện cho bà con vươn lên thoát nghèo. Công tác phối hợp, lồng ghép các chương trình, dự án khác và thực hiện chương trình giảm nghèo ngày càng phát huy hiệu quả, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt là địa phương đã thực hiện linh hoạt trong các nguồn vốn hỗ trợ để tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ. Được đảng nhà nước cũng chiếu cố rất nhiều. Từ đó là bà con của mình thì cũng khấm khá lên. Thì trước đây là như vậy là 144 hộ nghèo, mà tới giờ này chúng ta đã vượt nghèo. Nhờ thụ hưởng những chính sách ưu đãi nên nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer mở rộng sản xuất và áp dụng mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, cuộc sống của bà con được nâng lên rõ rệt và những căn nhà kiên cố mọc lên, làm cho cảnh quan của vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống vừa mang vẻ đẹp bình yên của làng quê truyền thống, vừa thể hiện nét đẹp hiện đại của cuộc sống mới hiện nay. 9 tháng đầu năm 2021, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp xây dựng không có giấy phép. Trong đó, có 20 trường hợp không có giấy phép xây dựng, 9 trường hợp sai nội dung được cấp phép, tập trung nhiều tại phường An Tảo, Kiến Nam và Hồng Châu. Hạt Giao thông thành phố Hưng Yên đã tiến hành lập biên bản tuyên truyền nhắc nhở các trường hợp vi phạm và đã tiến hành xử phạt 15 triệu đồng đối với ông Đỗ Mạnh Hùng, khu chợ gạo phường An Tảo, cố tình vi phạm xây dựng khi không có giấy phép xây dựng. Theo Điều 15, Nghị định số 139 năm 2017 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm quy định về trật tự xây dựng. Mức phạt đối với hành vi xây dựng nhà không có giấy phép xây dựng được quy định như sau. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa, từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị, từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng. Để thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng và xây dựng sau cấp phép, đội trật tự đô thị hạt giao thông thành phố Hưng Yên đang tích cực kiểm tra, rà soát và sẽ tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên tiếp tục ban hành xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm. Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, bắt giữ các đối tượng liên quan. Theo đó, vào giữa tháng 7 vừa qua, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game mua bán điểm đổi thưởng. Đến ngày 18 tháng 8, qua kiểm tra hành chính, hai nam thanh niên trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội phát hiện trong túi đeo chéo của một đối tượng có 800 triệu đồng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng thừa nhận vừa đi rút tiền tại các cây ATM thông qua tài khoản Viettel Pay. Từ vụ việc trên, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan, trong đó cầm đầu là Nguyễn Minh Thành, 32 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Thành cùng 9 đối tượng khác bị khởi tố tội danh tổ chức đánh bạc. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố 7 đối tượng tội danh đánh bạc và 1 đối tượng tội danh đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Chương trình Nhìn từ Phố Hiến hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.